Shop nhao.vn Clickbank giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào mọi người nha. Có chuyện hot, có chuyện hot, có chuyện hot. Đó chính là bạn từ từ đã chọn tướng rồi đã. Trên này mình sẽ đi đấu sĩ đúng không? Đi. Tôi đi đường có ca sa hả? Thế mình đi AD nha. Đi AD nha. Zon nha anh em. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Zon cho tất cả các bạn cùng xem nha. Đó chính là cái bạn S1 đi. Bạn ấy không chọn tướng các bạn ạ. Đó, để cho hệ thống nó tự chọn. Nên đồng đội mình nó chửi quá trời luôn. Nó bảo AFK chỗ chửi om sòm làng nước luôn. Vui lắm á. Kể nó vui đi ha. Không biết là bạn ấy có AFK hay không, nhưng mà bạn ấy không chọn tướng các bạn ạ. Không chọn tướng là hệ thống nó tự chọn những con nào mà kiểu giống như là nó chơi nhiều ấy. Bạn ấy chơi nhiều con nào thì hệ thống nó tự chọn con đó. Để xem nào, support con gì nhỉ hả? Con bò đi bạn. Đúng rồi đó, con bò đi. Con bò á. Chứ con bò nó giống như là người ta gọi là Châu Văn Bò đó. Toro kè đó. Trời ơi, người ta kêu Toro quá trời luôn. Đúng rồi, Toro đi. Hôm nay mình sẽ chơi về vị tướng Zon với trang phục đặc nhiệm SWAT nha các bạn. Hiện tại thì có cả cái trang phục thể thử cung thủ bóng đêm đây nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng là thôi, có trang phục nào thì mình xào trang phục đó. Thế cho nó máu lửa ha. Trong những vị tướng xạ thủ thì mình thấy cái vị tướng về vị tướng Zon thì khá là nhiều bạn thích xem clip. Đó. Đó là mình thấy kìa, nó online kìa, sử dụng voice chat đó kìa. Đâu phải AFK đâu. Trời ơi, mấy ông tàu lao không à, chửi nhau ôm sòm không à. Mình thấy những cái clip Zon của mình ở những cái clip trước đây thì lượt view nó khá là cao. Nói chung là tương đối ổn. Nói chung là cũng được mười mấy 20.000 lượt xem. Đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là vui khi mà mình làm clip về vị tướng Zon. Lượt xem quá trời luôn, mười mấy 20.000 luôn á. Trời ơi, quá trời luôn, vui lắm. Nói chung là vui lắm. Có khi hơn đấy các bạn ạ. Nhưng mà có lúc không tới, nhưng mà có lúc hơn. Nói chung là vậy là được rồi. Lộn cái xào là xạo cái... Ui dồi, tưởng là... Thôi bỏ đi ha. Ủa, team mình hôm nay có Alistair nè, thông thạo S nè, Nakaroth thông thạo S nè. Càng nhà. Team bạn không có ai thông thạo S hết, team bạn chết chắc rồi. Đợt này team bạn chết chắc rồi đó. Nghĩ sao mà team bạn không có thông thạo S là thế nào nhở? Vô lý. Mình cũng đâu có thông thạo S đâu. Nhưng mà mình vẫn đang gáy rất là to các bạn ạ. Quan trọng của trận đấu ngày hôm nay đó chính là Toro bảo kê được hay mình hay không mới điều quan trọng này. Nếu như bạn ấy bảo kê được mình thì mình sẽ bắn cả thế giới. Còn nếu bạn ấy mà không bảo kê được mình thì cả thế giới đánh lại mình. Bắn tét mông mình luôn á. Hayate mà cầm cái phù hiệu chuyển sinh thì mình nghĩ rằng là không cần thiết đúng không các bạn? Hayate cầm chuyển sinh làm gì? Xài phù hiệu giống mình như thế này, đấy. Mình xài cái phù hiệu chuyển sinh ấy mình ít xài lắm các bạn. Tại vì toàn bất tử không à, mấy khi chết đâu mà xài. Rồi đó, AFK luôn rồi kìa các bạn. AFK đúng không? Trời ơi, lâu rồi mình nghi lắm. AFK rồi đó. Ốc L, AFK. Chửi nhau om sòm luôn. Kệ mấy bạn luôn á, bạn AFK 4-5. Trời ơi, tưởng cái gì khó. Cay nhờ. Úi xời ơi, ra ơi, bạn biết tớ like không? Bẹt nè, đây nghe em bảo à. Tố cáo nha, ok, tố cáo luôn. Hết trận rồi tố cáo. Ok, con dê, ôi xời, làm gì đây? Làm gì đây? Ha, làm gì đây? Đá này. Tí ra cho mấy phiếu. Ui rồi, tố, cái LMM. Không tao ai gánh à? Không có tao thì ai gánh tụi mày à? Đúng. Trời ơi, không có ai tới sao gánh được? Cút ra. Lão nhá hả? Dám hành hung ra Toro là hả? Trời ơi. Nó tem mình bạn nó tính hành hung rồi là có mấy con bò con trâu hay sao? Ai đâu. Em chỉ giỡn thôi mà, em chỉ nói chơi thôi chút xíu thôi mà. Em phê quá, đâm ra em gọi là không kiểm soát được lời nói anh ơi. Bình tĩnh anh ơi, làm gì thì làm. Ê ơi, đừng. Cái tên dâm tặc này. Thấy người ta đặt tên ai nữa hả? Cái đồ khốn nè. Mày xảo hả? Ê, tóc biến. Còn con mang chủ đây nè, vô mang chủ nè, ôi trời ơi. Ui má ơi, còn tí máu. Thôi, về. Để quê đi cấy đi cày nhá. Bây giờ có nhọc mình có ngày mình đi chơi. Mic lên hả? Mic lên làm gì ta? À, chửi nhau anh em ạ. À. Có hot, cực kỳ hot. Hot hot, chửi. Ok. Mic, bật mic lên. Hình như là Toro với cả Alistair bật mic lên để chửi nhau hay sao các bạn. Ui giời ơi. Kìa. Nó bật mic rồi kìa. Vô, hay lắm. Từ. Không hết là tới rồi đây. Xem nào, nghe nào. Cái gì?
để nói chuyện cho dễ á. Thôi dẹp đi. Trời đất ơi, tôi tưởng là mấy bạn bật mic lên chửi nhau, làm tôi hóng, tôi lắng tai, tôi nghe quá trời luôn, mấy ai nói gì. Thôi tắt đi, tập trung chơi đi. Thì ông Toro này nhiều chuyện này, lo bảo kê support đi ông nói, bỏ lo bảo kê đi ông nói. Lo nhiều chuyện, tôi lại cứ tưởng thế này. Mình lại cứ tưởng nó bật mic, mày bật mic lên, tao chửi nhau với mày. Đó, mình ngồi mình ngóng, vui, cái đó vui á. Thế mà cuối cùng này kêu là bật mic lên đánh cho dễ. Vãi cả lều đánh như dễ ạ, thôi bỏ đi, dẹp đi. Tưởng đây là chửi nhau, tôi đang hóng hết rồi. Đó, chửi nhau nữa rồi kìa. Kinh công ôm cờ mờ mờ, trời ơi, chửi nhau quá trời luôn, trẻ trâu quá trời luôn. Đây người ta gọi là bạn trẻ chơi con trâu, nên người ta gọi là trẻ trâu. Đấy, chửi om sòm luôn, đầu trận đến cuối trận chửi om sòm cho mà xem. Đầu trận mà chửi như này, tí mà nó phế phế một cái thì ô, nó lôi cả mẹ từng đứa một ra nó chửi. Ôi trời ơi, úi giời, lao nháo nè, sấy vào mông này bắn, khẽng, rất chuẩn xác và tan xương nát thịt, đó chính là vị tưởng Ale Senel các bạn ạ. Úi giời, mình ăn trụ thoải mái. Ê, thanh niên làm hết hồn mà rồi, làm gì vậy? Thôi, bỏ một của mày chạy lấy người đi. Trời ơi, nó căng quá các bạn ạ, nó căng vãi cả trưởng ra luôn ý, bậy lắm rồi nha. Hello Toru. Blap đi về đi bạn. Bạn yên tâm, chờ bạn mà về một cái là mình đảm bảo mình trốn trong nhà luôn đấy. Kể cả các bạn ở rừng trên không có ai, mình cũng trốn trong nhà luôn đấy. Rồi, nè cái đốt tới rồi. Tất cả cút ra, hãy xem ta đây. Bắn, phèng. Rất chuẩn xác nhưng mà hơi đen các bạn ạ. Chính cái liền vật mạnh của bạn ấy á, teo nát em bạn vẫn còn, nên ra thì không thể đủ đam để mà hạ gục. Không phải đủ lâu. Ê, đồng thế, ôi trời ơi, làm gì vậy, mấy người muốn làm gì tôi, nhưng muốn làm gì làm đi này, bơi vào đây mình kiếm chuối này, bơi vào đây mà kiếm ăn này, thôi mình đánh ngán bạn quá cơ nhá. Hayate đang về kìa, ông về gì à, đầu xanh Hayate nó ở đường giữa mà liên quan gì đến ông lo cái việc của ông support đi ông ơi, ông nhiều chuyện quá rồi đó, tôi bóng cái tét mông bây giờ đây này. Đó là kêu que cơ mà chửi nhau ống sò. Mấy đậu xanh ông chỉ trâu này, ông trẻ chơi Toro, chơi con trâu, người ta gọi là chỉ trâu được chưa, khổ quá cơ. Farm lẻ lên răn. chiều cuối của vị tướng Dashi rất chuẩn xác nhưng mà lại điếu chúng tớ. Cái gì trời ơi, thôi bỏ đi mà làm người bạn ơi, lộn quên, bỏ đi mà làm bò bạn ơi, nó bắn cho chết đấy, nó đông lắm luôn đấy. Này thì bay vào này, giết nó, hãy xem tôi, phùm chiêu, xuất sắc. Trời ơi, xuất sắc đến từ giòn quá xuất sắc các bạn ơi. Các bạn gì đó ơi, đang xem clip của mình ơi, đăng ký kênh và ăn like để ủng hộ giúp mình nha. Các bạn thấy mình bắn hay không? Lâu lâu ăn rùa được cái thôi, chứ có gì đâu mà hay không hay. Ước gì mình là vị tướng Alistair nhỉ, tốc, mình có tốc biến mà. Chỉ cần tốc biến lên một cái là ngon ngay. Ở trong nhà thôi kìa. Thôi bỏ đi. Ăn trụ. Toro làm gì đây, bật lệnh bài phong thần. Toro lao vào như một vị thần. Anh ta đã chạy ra ngoài rồi, mình cố gắng gây sát thương. Nhưng mà Toro rất là ngáo ngơ, anh ta lại tiếp tục đi vào trụ. Mà trụ bắn anh ta chết. Không phải, ra đây mà anh Hà Gục. Ngáo ngơ thế, tự dưng băng trụ chi vậy. Băng trụ làm cái gì vậy. Ui trời, nó đông quá các bạn ơi. Nó quá đông và hung hãn rồi. Ora này, Senel này. Ôi, đông thế chịu. Bảo bật cái mic lên đánh cho dễ hả? Thôi ba, đậu xanh bật mic lên cho mấy ông chửi à? Nghỉ đi. Bảo kê thì không lo bảo kê, đậu xanh suốt ngày mic. Khoái gái không? Em gái nè. Nó đang ăn rồng các bạn. Mình biết nó ăn rồng nhưng mà mình không làm được cái gì ấy. Đời, nó đen. Đen như hạt sen luôn. Thấy nó ăn rồng đi chứ. Mình thấy nó ăn rồng đi chứ. Mình cố gắng bắn cái chiêu cuối đi thôi, chứ mình thò mặt ra nó lại xào mình, nấu mình luôn rồi sao. Tụi đâu rồi? Từ bình tĩnh bạn ơi, từ bình tĩnh bạn ơi. Na đang lên kìa, chở nó lùi về làm gì. Hấp tấp thế nhỉ. Na lên đến nơi nó chạy mất tiêu rồi. Ôi thôi xong, băng chủ luôn hả? Chết nè. Xảo nè, thấy chưa. Trời ơi, đánh mà không biết tình biết toán vậy. Chờ Nakaros tem mình băng vào chủ rồi. Anh ta chết rồi nào. Thôi xong, đánh gì kỳ gì vậy. Ôi băng chủ như một vị thần ấy, cuối cùng chết như một thằng đần này thế nào. Ra đây bắn nội tại cho lòi phèo này. Đi về con bò. Bò ơi, đi về bò ơi. Chết tôi rồi. Để mấy bạn muốn làm gì tôi. Ôi giời, Alistair chết rồi. Thôi bỏ. Ai, đau.
Ơi! Chết nè! À, tốc biến pha đấy hơi muộn các bạn ạ. Pha đấy mình không quyết đoán quá, mình chủ quan quá các bạn. Mình nghĩ rằng Tem nói sẽ không dám băng trụ đâu mà tăng nó băng dám băng trụ luôn. Pha đấy nếu mà mình biết là Tem bạn mà nó đang trụ là mình tốc biến trước là nó không dám băng trụ rồi. Bị con sen neo làm choáng một cái mình tốc biến quá muộn rồi, tại vì mình chủ quan, còn cái liềm luật mệnh, còn cái phù hiệu. Trời ơi, chết tôi luôn đó, chết tôi tính toán kiểu này chết hảo rồi. Chết em rồi, em phê quá. Em phê quá, em đánh như con dê luôn rồi. Ông Toro ông cắm đầu xuống đất, ông đập đầu xuống đất và ông đập đầu xuống cái cục đất luôn ha ông Toro béo. Ha Toro mập. Trời ơi thằng mập này chết tôi rồi. Gặp mấy con Toro mà phải sử dụng chung cuối pha đấy là mình thấy nó thực ra là cỡ nào đó. Chạy rồi lại chửi nhau. Em đi sao à? Bình tĩnh thôi, đừng có chửi nhau. Có chiêu cuối gì đây nhưng mà không thể nào mà làm được cái gì vì tướng xe neo đâu. Các bạn biết tại sao không? Tại vì nó nhiều máu quá. Lấy cái trụ thôi, lấy cái trụ thôi, lấy cái trụ thôi. Hello. Hello, hello baby. Hello, hello, hello baby. Hãy xem tôi đây. Trời ơi, bắn hụt rồi. Vỡ mồm rồi, vỡ mồm rồi. Lao nhau rồi cho ăn cháo liền. Lao nhau, Toro lao vào vì tướng Teo nát theo bạn. Nhưng mà Teo nát quay lại, bắn Toro luôn. Toro đang cố gắng chạy, mình cố gắng gọi là để giữ đam lại. Không phải nó bắn Toro chết đây. Nó bắn Toro béo chết đây. Phe tao ngu quá. Lại riêng bạn lại chửi nhau nữa. Trời ơi, Tem tôi chửi nhau đã. Tem bạn chửi nhau nữa. Trời ơi, mấy bạn ranking anh kỳ quá vậy. Lớn rồi, sao mà chạy châu dữ vậy, chửi nhau hoài. Các bạn có thể thấy không, Tem mình chửi nhau đã rồi. Tem bạn nó cũng chửi nhau luôn. Nó chửi nhau mà nó còn chửi cho Tem bạn nghe nữa cơ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, làm gì? Làm gì? Mấy bạn muốn làm gì? Hiện tại Toro với cả vị tướng Anagro đang ở khu vực bùa xanh. Bùa xanh làm cái gì ra đây mà bảo kê đồng đội đi này. Nhiều, nó cứ ăn nó đứng nó chửi nhau, đánh thì ngáo ngáo làm sao nhở? Thì thế mấy bạn này đánh kỳ quá. Mấy bạn kỳ cầm lao mấy lao quá. Bắn cái lòi phèo này, bắn cái lòi phèo này. Thôi thôi đừng có ra. Tem thiếu người mà ra chi, có Ayati đâu. Có Hayati ở đây đâu. Mình không dám ra nó thật luôn. Không dám ra luôn các bạn ạ. Tại vì các bạn nó mạnh quá. Con này thì chả có cái chiêu gì chạy. Quan trọng là Toro nó chỉ cần đứng cạnh mình ấy. Đó, người nào lao vào cái là nó xào nó nấu luôn. Ui dồi, nó đá phát đau quá các bạn ơi. Đây đây. Ê ê ê ê. Ô ô ô. Trời 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 trời. Tới 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 có tóc biến mà. Bạn làm gì được tôi. Bạn ơi ơi ơi. Cái con khốn nạn này. Trời ơi, sao nó đám ăn chủ nó quấn tôi luôn kìa mấy ông ơi. Cái thằng khốn nạn này. À, Tức quá. Trời, mấy lần mình nghĩ nó không dám ăn chủ. Mà lần nào nó không ăn chủ, nó chơi mình luôn trong chủ. Nó phang mình trong chủ luôn. Rồi Ayate bán rất nhiều sát thương đến từ Ayate. Nhưng mà sát thương nhiều hơn là đến từ chủ. Chứ Ayate bán chả có miếng sát thương nào. Chán. Chán như con già luôn. Mẹ ơi, nó 7k tiền, mình có 5k tiền. Ha, ra tê bắn gãy ngứa à. Úi giời ơi, bắn gãy ngứa à. Từ đã, mình lấy thanh kiếm một cái. Mình xấy cho em bạn thì có mà nát mông. Mình xấy cho nát mông nhá. Trang bị của vị tướng á, do thì mình đã lên cho nó. Đó là cây kiếm Fanny. Đó, và cây gươm sấm sét. Tiếp theo thì mình sẽ lên cho nó. Đó chính là cái mod thanh kiếm và thương chuyên phá các bạn nhá. Trời ơi, bắn rất chuẩn xác qua đấy mà mình bắn cái chiêu chiêu cuối chuẩn xác vào con rồng ấy. Làm mình cay được con rồng rồi. Chết nè, chết nè, chết nè, sấy nè, sấy nè, đứng lại. Đứng lại, nè, mình xin một mạng. Mình xin một mạng. Này thì, oh my god. Ê, cứu tớ, Toro. Cứu tớ với. Thôi sao vỡ mồm rồi. Ông Toro béo, ông lo ăn lính không à. Ông chả lo bảo kê tôi gì hết trơn. Ai chán thiệt, tức là teo luôn. Càng quá, một trận đấu vô cùng căng thẳng và hấp dẫn đang diễn ra. Chiến thắng vẫn có thể nói là chưa được phân định được trận nào và Tem nào các bạn ạ. Hiện tại Tem mình đang thua Tem bạn tới 3 mạng cơ. Ôi, Tem mình đang 0-3 rất nhiều. Hấp dẫn. Nói chung là hấp dẫn. Chắc là các có lẽ mình sẽ làm những cái clip hấp dẫn mình úp trên kênh anh Hảo đi ha. Trận đấu nó kiểu giống như là căng thẳng ấy. Và kiểu giống như là Tem nào mạnh là đánh bắn. Nói chung là chắc có lẽ mình sẽ úp trên kênh anh Hảo. Đó chính là rank tinh anh như
mình trên tiếng Anh trở lên đi ha, cho nó coi, cho các bạn coi cho. John lên đồ như lờ. À đâu. Náo nhau hả bưởi? Náo nhau hả? Mày bay đây. Mày bay vào đây tao bắn mày chết. Mày thấy con John thấy con ra là mình hơi sợ sợ các bạn. Hơi thốn thốn đấy. Thốn thốn đấy. Ủa bắn nó thấy nó chí mạng nó kìa. Ôi sướng sướng. Trời ơi John ra sướng chưa? Ra là mình quốc cho một cái combo chiêu 2 hoặc là chiêu 1 cộng với cả cái nội tại cộng thêm chiêu cuối là chắc là đi luôn đấy cái con ra ấy. Máu nó yếu các bạn ạ. Quăng cái chiêu 2 ở đây này đó, để lấy cái nội tại chiêu 2 rồi. Ô ô ô ô ô ô ô. Ô ô kìa ai như cô thăm con bác năm ở xa mới về ra người ôi sao xinh quá trông giống như gái quê làng ta. À mà ba hôm nay là trắng trắng xóa là làm sao? Làm sao? Eo ơi bắn cái con Chanel kia nó chả mất cái nội tại luôn kìa. Ôi ôi. Sao bộ mình yếu thế? Yếu đuối ai đau 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 nhà đau nhà. Thấy AD nó không AD hả? Ai mà chả thấy nó nhưng mà nó có đủ tâm đâu mà bắn được. Ui má ơi đau quá. Thôi các bạn đừng có làm thế. Làm thế là chết mẹ với tôi hết, tôi bắn cái lòi phèo nè. Tốc biến là chơi cho lòi mắt ra nè. Đâu rồi, còn con hàng đó rồi. Này thì AD này đã bảo rồi, thôi rồi mà không nghe. Sao mà lì quá vậy? Em đã bảo là các bạn thôi đừng như thế, đừng ép người ta quá đáng. Đúng rồi, lên đi, lẹ đi win đi trời. Mày đặt bài cờ cờ. Buồn cười. Không đổ, cha mạng còn hai người lận. Ua. Ôi giời ơi, trời ôm tỏi. Đúng rồi, tem chạy trâu tiếng Anh nhiều quá trời quá đất các bạn ạ. Ôi giời ơi, hư nè. Xuất sắc đến từ vì đứng giòn các bạn ạ. Một cái cú bắn mà không thể né này đến từ Daisy. Daisy không thể né được. Rồi, như vậy là trận đấu sẽ kết thúc ở đây. Mình đang cố gắng bắn cái chủ mình đang được bắn nè. Mình đang bắn cái chủ bắn quá trời luôn thắng rồi. Yeah, come on. Rồi, con thắng quá, mừng quá, vui quá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Nhớ đăng ký like cái kênh và ấn like giúp cho mình đạt được 1.700.000 người đăng ký nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bye bye. Ok baby, các bạn thấy mình bắn John hay không?